Xin chào các bác. Hôm nay lại cuối tuần thì tôi có lang thang một tí ở ở dưới cái ruộng của nhà tôi ở đây này. Nhà có mấy cái buồng chuối nó chín ấy. Thì tình cờ đi qua chặt cái buồng chuối chín thì thấy cái có mấy cái gốc rất là hay. Có một cái gốc rành rành này. Với lại hai cái gốc chòi mòi. Đấy thì là ba gốc. Nó bị người ta chặt phá rồi dập rụi thì nhưng mà nó lại ở với phần đất của người khác nên tôi sẽ tiếc, chắc là tôi sẽ đào về tôi mới quay được, kiểu như gần như là đào trộm đấy. Chắc người ta chả giữ đâu, nhưng mà chả nhẽ lại đi hỏi cho em đào cái cây này, nó hơi kỳ. Mà giáp danh mình thì mình cứ đi đào đã, bị bắt gặp thì tính sau bác nhé. Bác nha, mình đi nha. Đây hôm nay cầm theo cái cuốc chim này. Nó tít tít bên kia kìa. Đấy. Tít từ nàng kìa. Đấy. Vườn rau của nhà tôi đây. Vừa rồi nó bị ngập hết. Đây, tôi vừa chặt một cái buồng chuối ở đây. Buồng chuối chín ở đây. Vừa mới chén thử một quả vẫn có vứt vỏ đây. Chín rũ. Đi vòng. Sắp đến nơi các bác nhá. Nó đây các bạn. Nhìn nó không rõ đâu, một tí thì tôi quay tôi chụp, tôi đào về thì sẽ thấy nhá. Một gốc kia nhá, hai ba gốc về nhá, tôi đào nhá. Rồi các bác, thật là hơi bị thất vọng vì là ba cây nhưng mà đào được hai nhưng mà chả biết sống được bao nhiêu. Cái cây cái rành rành này này thì chả đào được phát nào mà nó mọc một tí rễ gì này, giật cái thì nó đứt lên thì chắc là sống được rồi, vì rành rành rất là dễ sống. Cây chòi mòi này thì cứ nghĩ nó chỉ có một cái đoạn này thôi nhưng mà ở dưới nó rất là sâu, đất nó vùi không đào được, nên là chặt cái thì nó đứt đôi, rất là tiếc. Và một cây nữa thì nó to quá không đào được. Đấy là ba cây. Cây này thì tí em trồng xuống đất chắc là vẫn sống đấy, vì đều là những cái giống rất là dễ sống. Cây này thì trồng vào cái chậu chậu bần bật kia. Đấy. Đây bác xem qua này. Sản phẩm vẫn còn mấy cái dây dương xì nó bấu vào. Đấy, nhìn qua thì không biết được đâu, nhưng mà lại gần cái nhìn biết ngay là rành rành. Ngày xưa cái vùng em nó rất là nhiều rành rành, với lại sung lục vừng nó mọc hoang dại rất nhiều. Bây giờ mình tìm thấy một gốc này thì rất là ít. Đấy, lâm tấn này. Cũng khá là quái đấy. Đấy.
Rồi, trồng cái nha bác nha. Rồi để em lấy đất em cho vào nhá.
chắc thế, đặt đấy. Rồi, phần gốc tạm thời để chim ở dưới cho nó sống đó các bạn. Xong rồi thay chậu thì tính sau. Đấy. Phần gốc của chim ở dưới bắt đầu các bạn. Hôm nay là cũng có công rồi. Lâu lắm mới đào được một cây. Không phải cây hoang dại mà là cây rành rành. Bây giờ rành rành rất là nhiều người thích chơi. Đấy. Cũng quái phết đấy các bạn. Tự nhiên rồi. Cái hồi em mới chơi. Rồi. Cảm ơn các bác theo dõi nhé.